Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nấm Reaction. Và hôm nay chúng ta tụ tập về đây là để xem 18 con người, 18 streamer của một tựa game tên là Free Fire trong vòng 4,33 giây đưa chúng ta những cái vần câu rap cực kỳ là mạnh mẽ. Với cá nhân mình là một người nghe rap thông thường thì mình cảm thấy thông thường thôi. Chính vì vậy mình đã mời một OG trong làm rapper về đây để chúng ta có thể cùng reaction cái này. Anh thấy cái này có tiềm năng không ạ? 18 con người á. Không đánh giá quá khắt khe tại vì đây là toàn là streamer. Nhưng mà mình mong là mình sẽ nghe được cái gì đó ok. Tại vì bên Facebook mình hiện tại thì nhiều quá nhiều post họ đánh giá thấp cái bài này mà mình muốn đúng là có cái nhìn trực quan hơn đúng không? Ok. 18 con người cùng để xem mà họ làm được ăn gì nào nhá. Bắt đầu nào. Không thích nhìn đeo ai bắt xe. Cái video này đang được top 4 thịnh hành sau 5 ngày ra mắt, cùng với cả là 6 triệu rưỡi view trong cái thời điểm này. Cùng để xem mà nó hay không nhá. Greener. Greener. Okay. Ồ, giọng Nhật Anh này. Streamer game này toàn vô danh tiểu tốt. Khả năng cao Nhật Anh biết cái này. Wow. Chúng mày vẫn cười, nhào lùn vì tao sự chà đạp là động lực để tao vượt qua hết. Có chuyện thế này chúng mày không rợ người sao dốc cơ. Thật ra chỉ kể câu chuyện của AS. Suốt sau năm tao nỗ lực chúng mày gà tô bộc lộ tính thú. Và cái cách ăn mặc cũng được chứ phải nhìn xăm lắm. Nhìn được á, thực sự là các thứ khá là ổn. Tại sao mà nghe cách đọc nó khá là bị chậm so với con beat. Nó giống như kiểu là chờ, nó bị chờ. Nó giống như kiểu là một người thượng đẳng viết rap và một để cho một đứa núp đọc vậy. Lên vị trí số 1 tao vẫn ngồi vững thì như thằng bưng bô hay là lại tính bú phem. Trận đấu tiếp theo sẽ gặp không một đối thủ không hợp với cả cách rap của anh. Nếu là người khác thì sẽ nói như thế, chứ với tao thì gặp cao bạc như quà tặng. Ý là một người cũ của AFK, gặp thành viên cũ lại càng hay. Dù 72 phép thần thông biến hóa, tao cũng nắm trong lòng bàn tay. Nếu tao nói SS về trình độ Free Fire cũng ngon phần nào, tao sẽ đi chửi rằng bố cái đúng không? Đó chưa ti rồi đúng không? Hai ca chứ. À hai ca à, nhập. À, ok. À, mày có để ý thấy là câu cuối của người trước AS nhắc về gao bạc. Tao nghĩ là họ sẽ theo kiểu nhắc. Họ kiểu nhắc nhau đó. Sao ao á, sao ao xong cái tới kiểu kia. Cái thằng gao bạc TV live ở phát ngôn tầm vào gặp trên sàn đấu thì đàn ai nơi lo hàm hè như fighter và cũng không cần chào. Nói chung tầm này nếu mà ngoài có ngân ra thì có bạc tao cũng chẳng sợ bố con thằng nào. Gái hả? What the fuck? What the fuck? Như bạn nữ hay sinh, chà. Các bạn biết như hết siêu cái bài mà nếu mà các bạn thấy thương thấy nhớ da diết tha thiết sức tàn lực kỳ. À, nó như vậy á. Theo bạn còn số tôi thì các ông đã là cái quái gì? Cảm báo người đồng đội cũ hãy cẩn thận đi vì điều của ông tôi nắm chắc các loài tàu thiên chim biển vào bờ nhanh đi vì hãy đang gặp tôi sẽ trở thành hải đắc. Wow, trời chữ đăng đỉnh đắc. Thực ra em thấy rằng là cái người mà viết ra cái lời này rất là hay, nhưng mà cái người truyền tải nó thì cái trình độ và kỹ năng chưa đến ấy, thì nó không được hay ấy. Không biết anh có thể thử rap lại cái câu giống nope. Rồi tiếp nào. Tôi sẽ trở thành hải đắc. Trái tim chỗ phép của ngân cũng có gâu bạc và đỉnh gấu với tò răng chim mà thôi. Tim to bé nặng nhẹ chẳng quan trọng vì sở trường của hai đăng chính là cân tim. Ngân im tự ăn xin vào căng tin gặp đăng chim. Ồ, wow. Quá này tháo bằng nhiều nè. Wow. Ngân xin rồi ngân rồi im. Rồi ngân im tự ăn xin vào căng tin gặp đăng stream. Đây chắc là đây là hải đăng nè, nãy nhắc là hải đăng rồi đó. Ok rồi, rồi, rồi. Thế căng tin gặp đăng chim nịnh ăn tin mình ăn xin. Nịnh đăng tin mình ăn xin. Ăn xin. Đăng im trắng tin lại ngân viên và khi vừa căng. Nó ok, em đồng ok, em hiểu cái phần nó chơi rất từ rồi nhiều, nhưng rất là từ nhưng mà nó không hợp. Với lại một phần nữa là khi bạn viết ra cái nhiều cái phần như vậy mà bạn để cho một người khác hoàn toàn họ không có không hiểu được cái flow thì mình phải ở đó mình chỉ cho người ta chứ, để cho người ta cảm nhận được cái đó. Tại vì chơi bằng nhiều cái nhấn nữa, nếu mà cứ đọc hết ấy thì nó sẽ không ra. Đúng rồi, như kiểu người Bắc của em hay có trò nhấn nhá thì nó sẽ phải. Chắc là do cái này chắc là người Bắc viết này. Đang yêu chẳng tin là ngân viên và khi vừa cân tim lại đang vừa hàng stream. Ê, đây các bạn thấy không? Nó rất là khác biệt và thôi bắt đi. Các mày cứ so
so sánh với kỹ năng những kiến thức thì chắc chắn Rika ghi đầu nhất. Streamer đại chiến thì phải so nhau về fan tàu, rất tự tin cộng đồng fan tàu nhất. Wow. Chắc có gì nhất mà mày coi là châu cưng. Mày có cái nữa thì chúng nó cũng lâu ưng. Gặp thì tao cũng hiện hình hết như gao bạc hiện hình siêu thú chó cắn sâu lưng. Cắn thằng Y Chi thì cắn tao thì hóc xương. Solo với tao thì kết tục là khóc thương. Vẫn hai trời ca ba có thách chúng mày đập nóc xương. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, chúng mày cứ thích giao cắt thêm bao thủ hẳn. Chẳng phụ cho tao thích mang lại những tiếng cười. Lúc chúng mày chửi nhau để lòng được xả giận, tao dốc kiến thức chia sẻ hết cho mọi người. Nhìn bọn trẻ trao chửi nhau đã thấy đẳng cấp khác ra game của ta. Thanh niên này giống một thằng trong anh em TV ấy. Có lẽ đang được dùng để miêu tả cụ. Mà cụ nói chủ quá đúng già của cộng đồng mình. Cụ nói chứ phải là do tôi rất đồng tình. Giao đấu trên mạng chứ ngoài đời phải đoàn kết, gặp nhau ngoài phố đó phải tốn công sức để gồng mình. Cái chỗ mà dùng cụ á, nghe giống như Nhật Anh rất giống luôn á. Tầm được một nửa chặng đường này em cảm thấy là video cái phần lời rất là hay nhá, nghe hợp lý, nhưng mà chỉ hơi tiếc là 18 bạn cần phải học thêm thôi, còn lại ổn. Nhưng cũng được mà, nếu như mà để cho các fan xem thì cái này cũng khá là hay. Nhưng mà để những người biết về rap xem thì thực sự là nó khá là ngứa tai các bạn. Nó giống kiểu múa rìu của mắt thợ ấy. Cả lúc thách đấu tránh cho tao đi qua. Chúng mày chẳng thể cản cơn bão Akira. Phát của tao mùa đông còn không lạnh. Tao không biết cống kể cả khi tao đã đi ra. Mày sẽ mơ khác một khí sốc mỗi lần họ đi qua. Tiếp thêm và luôn muốn hát để biến thách sự kỳ ra. Tao gặp ai thích thương mà chúng mày kể cả đồ mình xin đi fake. Ồ thì ra ai nghe được chưa biết tao đang cầm súng thì có bao nhiêu người tao tỉa. Nếu cho tài à đúng với tao thì có lẽ là chắc tao cười tao. Khi lo lẽ thật ông có hiểm một ở trên đường. Anh trăm cân năm mà gặp em mất cẩn thận em lại sức anh lên phường. Em có cái chi mà tự cho mình có sao. Trình độ của chị nhiều lúc thấy còn hơn cao. Được á. Chỉ vì khiến em quay như lạc ra không chào. Khiến no na tên em sẽ có nghĩa là no nao. Chào một thì thấp xin giới thiệu ta là Cao. Luôn chúng mày sắp được chó lấy ý cao gà sao. Chờ sắp tương lai chứ đỉnh cao là lao. Thành ra chúng mày là lao. Cao là tao. Cô ấy. Đi cho gà lịch cho mẹ nó chịu nhờ. Nghe đồ của con mẹ tay ăn lưu mờ. Bán như DJ cho chúng mày quái chút chiêu nhờ. Bay mát sát cho làm cảm giác nó chiêu nhờ. Người mi si không sợ đó sợ thì ma mi si. Thạch mặt tao nếu mày không muốn thành sashimi. Những đứa còn lại cảm thấy tao ngon đi vào ăn đi. Sẽ biết thế nào là vừa mạnh thì lại vừa funky. Hết 18 người đi à? Khoan được rồi, bây giờ 18 người anh nhớ nhất ai nào? Bạn Nam mà anh em kêu là rap nghe hay á. Thanh niên này hai câu hơi ít nhưng mà công nhận hay thật. Cái flow và cái hồn cảm nhận được. Cái gọi là delivery, cách họ đọc ở những không biết giải thích sao nhưng mà nói thật là để về nói về ngoại hình ấy thì em vẫn thích cái bạn nữ mặc áo trắng và đi quần jean nhất. Còn để mà giọng nói hay nhất thì cũng là cô Ngân, là một cái đẳng cấp rất là khác biệt. Hai cộng đồng streamer chuyên mục bị gái đi. Lần đầu bị gái đi. Yeah. Vậy các bạn thấy sao? Thực ra thì bọn mình cũng chỉ gọi là nhận xét xem là có hay hay dở. Thì thực sự rằng là lời lẽ cùng với cả flow hay đúng không nhỉ? Nó chơi chữ rất nhiều đó. Thực sự với 18 bạn streamer thì cũng chắc là rất là nhiều các fan đi kèm với cả rằng là cái video này được đầu tư rất là nhiều. Khi mà từ góc quay lẫn cả edit này thực sự rất là đẹp. Chỉ mỗi tội là mong là các bạn streamer chịu khó xem về rap tập thêm một tí. Các bạn lên hình mà các bạn bắn rap nghe nó xịn lắm. Tức là phải produce về hình ảnh ok đó, nhưng mà produce về chất lượng âm nhạc thì phải check lại một chút. Nhưng mình cá nhân mình thấy là không đáng để đánh giá nó quá tệ. Cô Ngân ạ, cô hát lại cái này tệ thật. Thôi còn lại thì xin chào lại các bạn vào video tiếp theo. Các bạn muốn mình reaction thêm về cái gì cùng Hà Lê nữa thì hãy cho biết ở phía dưới nhá. Bye.